Rồi, lời tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ, đây mình cá tổ quốc. Hôm nay tụi mình một clip gồm một lô cán quật nha mọi người. Thì đây là những cây cán quật carbon, có cây số 1 thôi. Cái này là cây hàng phíp, tất cả đều là hàng carbon, có thương hiệu của Daiwa có và Isotama có. Có cây cuối cùng sẽ dài 7m2 nha. Rồi, để sắp vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lộn, nếu clip sắp lên đó thì đem cái quay cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cây thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất cho mọi người một cây cán vợt, cây này chất liệu phíp nha. Đây, cây này để 13 là 3m6, 3m9 mọi người, 3m9. Nặng là 480g. Ốc trên đây ốc 11 nha. Ốc trên đây 11. Chất liệu là liệu phíp. Tổng thể trong thì nhìn cũng còn khá ok. Đó. Còn tương đối mới nha. Thì nó có xuất sắc cái này. Cái này thì về chiên cho anh em nào làm quật nào quật cá không thôi, anh em làm móc lỗ cũng được, cũng rất ok. Đó. Thì những cây này chất liệu phíp, giá công khai cây số 1 giá là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên tiếp người là một cây Daiwa. Đó, Daiwa. Cây này một cây Daiwa mono. Đó, carbon mono nhé. Thì gốc ở đây, gốc nó được quẳng đây. Quản trị rất là ok. Phôi cái này là cây carbon nha mọi người. Đó. Phôi carbon sẵn nè. Đó. Đây. Đây cây carbon sẵn nha. Nó có đầu lõm chống nổ nè. Đó. Carbon. Sẵn gần quốc ha. Carbon mono một của Daiwa. Phôi Daiwa nha mọi người, rất là đẹp. Thì cái này dài 3m6, nặng là 510g. Ốc trên đây ốc 11 nha mọi người, ốc 11. Giá công khai số 2, giá là 500k nha mọi người, 500k cộng tiếp cái số 2, dài 3m6. Tiếp theo cái số 3. Thì cái số 3 thì cái này nó sẽ dài là 4m5 nha. Thì đây là chiều dài mà cán quật nó để trên thân đây. Đây, giống như cây này, nó dài 4m5. Thì anh em gút ra sẽ không đủ 4m5 đâu, nó để chiều dài nó cộng thêm cái mặt vợt nữa mới đủ 4m5 nha mọi người, chứ mọi người đừng có về đo mà nó không đủ 4m5 thì trả về thì tội ra shop lắm. Thì anh em cứ gút ra thắt lóc thì nó đảm bảo không đủ 4m5 đâu, đây là chiều dài của nó cộng với mặt vợt mới đủ 4m5 nha. Thì shop chặn ghi sao thì shop đọc vậy thôi. Đây, cái này cũng dài 4m5 nha mọi người, 4m5. Cái này cái nội địa. Đó, đây được quấn chỉ này, cầm cho đừng cái chân tay nè. Đó, phôi là phôi carbon nè. Đó. Có nút chụp nè. Thì mấy cây cán quật này yên tâm, nó có làm chống nổ cho mọi người nè. Đó. Phôi cái này rất là đẹp luôn. Đó. Sẵn nha mọi người, sẵn tít luôn. Sẵn gần gút. Rất là đẹp. Đó. Cây này giống như cây Gamma rồi. Rất là đẹp luôn. Đó. Cán quật này thì anh em về làm móc lỗ nè, làm để chọc ổ kiến cũng được. Anh em câu ISO, câu gần làm cán quật cũng rất là ok. Đó. Cây này còn rất là đẹp. Đó. Đây, hàng nội địa. Thì cây này dài 4m5, nặng là 550g, ốc 11. Rồi giá ông khai cây số 3, giá 700k cộng ship cây số 3. Thì 4m5 thì anh em gút ca cây này thì chắc được cỡ 4m. Đó, nó không có mặt vợt nhé. Nói rõ anh em vậy. Đây, cây này một cây thương hiệu Ryobi nhé. Ryobi, cây này 4m5 luôn. Đó, 4m5, chất liệu carbon. Thì càng ghi cắn thông số của nó ghi sao thì shop nó đọc vẹn chất liệu carbon nhé. Chung thì cây này cũng có xây xác nè. Đó. Đó, mấy cây này thì không ảnh hưởng gì đâu. Đây, chống nổ xây xác nhé, thì đảm bảo với mọi người là không dập không bể nhé. Đây, đó, rất là đẹp, sẵn này, carbon sẵn nha mọi người. Cái 4m5 luôn. Đó. Thì cái này 4m5, nặng là 552g, ống 11, giá không khác cái số 4, giá 700 mọi người, 700k cộng ship. Thì cái này nó vẫn là có chỗ cho anh em cầm nè, nó quấn chỉ rồi, cầm không có chân tay. Tiếp theo cây số mấy ta, cây số 5.
Thì cái số 5 nó có dây đeo nè mọi người. Đó, có cái dây đeo cho mọi người nhá. Cái nào có dây đeo thì để lại cho mọi người. Thì cái này khoảng là 4m5 nha mọi người, 4m5. 4m5 thì anh em rút ra không đủ 4m5 đâu. Nó sẽ kèm theo cái mặt quạt nữa mới đủ 4m5 nhá. Nhắc kỹ lại thêm một lần nữa. Chứ có một vài anh em lần trước cũng có bán và anh em về đo nói xong đủ 4m5 thì cái này nó đâu có đủ phụ kiện của nó đâu mà 4m5. Đó. Cái nào cái ISO Tama Carbon. Chất liệu carbon nhé. Ốc này vẫn là ốc 11 nha mọi người. Đó. Thôi carbon càng cũng còn tương đối, cán quạt cũng còn tương đối mới. Đó. Đây. Carbon sẵn nhé. Rất là đẹp. Trong này rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Thì cái này nặng là 408g, 480g và 4m5 ốc 11, giá công khai là 700k cộng ship nhé, số 5 700k cộng ship. Tiếp theo cây số 6, cái số 6 cũng vậy, 4m5 nha mọi người, 4m5, chất liệu là carbon, có dây đeo. Đó. Ốc trên đây vẫn là ốc 11 nha. Thôi vẫn là phôi carbon. Đó. Rất là mới luôn. Đó. Về anh em độ chế làm móc lỗ, làm cây gác cần thoải mái nhé. Tổng thể còn ngoại hình còn đẹp. Nặng là 440g, ốc 1, giá công khai cây số 6 vẫn là 700k em ơi, 700k cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên tiếp người là một cây hàng Chromit. Cái này dài 4m5 luôn. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Ốc trên đây vẫn là ốc 11. Cái này thì nó có bị nổ sơn nè, lớp sơn bóng nó bị nổ. Còn dưới đây ok. Đó. Cái này thì anh em về chế là cái quạt rất là chắc. Đó. Bền hơn cái quạt inox rất là nhiều. Đó. Nhẹ hơn nữa. Thì cây này nó có bị nổ sơn ở lóng đầu thì giảm giá lại. Cây này dài 4m5, nặng 450g. Rồi giá ông cây số 7, giá 600 người, 600k cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 thì nó không có dây đeo, nhưng mà cây này hàng của nội địa nha mọi người, Osaka Fishing Tackle. Cây này dài 4m5. Thôi là carbon sẵn đây. Đó. Nặng là 590g. Phôi carbon sẵn nhé. Ốc trên đây ốc 11 nha mọi người. Phôi carbon sẵn đây. Đó. Chống nổ. Đó. Chung mấy cái này rất là bền. Anh em về dùng thả ra thoải mái luôn. Rồi, giá công khai cây số 8, giá 700k cộng ship cây số 8. Rồi, qua đây. Dàn bên đây sẽ là 5m4 nha mọi người, 5m4. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 lên cho người một cây hàng Romit dài 5m4. Cây này ngoại hình còn rất là mới nè, rất là sáng và mới. Có dây đeo nè. Ốc này vẫn là ốc 11 nha. Đó, ốc rất là sáng. Cây này thì ok mới nha, đèn ken rất là đẹp, carbon nhá, rất là đẹp luôn, không có tê sát nhiều luôn. Đó. Đẹp lung linh lóng này. Đó. Lóng này cũng rất là đẹp luôn. Rồi. Giá công khai cây số 9, giá 850k nhé. Nặng là 580g. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người là một cây cán quạt Seagon như nè, Alpha King. Thì cây này 5m4 nhé, có dây đeo. Thì ốc đây vẫn là ốc 11 nha mọi người, ốc đây vẫn là ốc 11. Đây, ở đây. Cần cái này cũng còn rất là mới. Đó. Đẹp nha mọi người, đẹp ken luôn. Này nó có bị một vết xước nè. Đây, đó. Mà phôi thì mấy cái này phôi rất là dày nhé, mọi người yên tâm.
cái này bị xước thế này thì thanh lý 10. Đó. Đây, carbon nhá. Cũng còn rất là đẹp. Cái con vợ. Thì cái này nặng là 565 g. À, dài 5m4, giá công khai cây số mừng, giá 700 nha mọi người, 700k cộng ship cây số mừng. Tiếp theo cây mùa 1. Mùa 1 vẫn vậy, một cây carbon cản quật dài 5m4. Đó, nặng là 600 g. Đó, ốc bằng ốc mùa 1. Cây này có dây đeo cho mọi người luôn. Đó. Tổng thể qua hình ở ngoài thì còn rất là mới nè, đó. Trong sao? Trong đây cũng còn rất ok. Mở nhá. Bút xước cái này một tí à. Xước sơn thôi nha mọi người. Chứ không dập không bể gì đâu, yên tâm. Cây này phôi nó rất là dày. Cây nảy nó cao nữa. Đó, rất là đẹp. Rồi, giá quan vật, giá công khai 850k cộng ship cây số 11. Tiếp theo cây số 12. 12 lên cho mọi người là một cây Alpha King. 5m4. Ốc con là ốc 11, dài 5m4, nặng là 695 g, càng rất là mới. Tổng thể của hình nhìn rất là mới, có dây đeo. Đẹp nha mọi người. Đó, mới, cái này mới. Rất ok ha. Thì cái này nặng là 695 g, dài 5m4, giá công khai cái số 11, giá 12 chứ, giá công khai cái số 12, giá là 850k nhé, 850k cái số 12. Tiếp theo cái số 13, cái 13 lên trong người một cái đồ đẹp, à, được quấn chỉ nè, rất là đẹp luôn. Rồi có carbon, cái này một cái đai qua. Có dây đeo nhé, dài 5m4. Đó. Ốc này vẫn ốc 11. Bọn sẵn găng gút nhé. Đây, chống nổ nhé. Bọn sẵn. Cái này có xây sát nè mọi người. Đó. Xây sát nhé. Mở mấy cái lóng này ok. Đó. Thôi có mấy cái này thì dày khỏi bàn. Đó. Cực kỳ dày. Đây. Xây sát nha mọi người. Đây xây sát. Xây sát thôi nha mọi người, không ảnh hưởng tới phôi đâu. Phôi dày lắm. Đấy phôi mọi người nha. Đây. Phôi cực kỳ dày nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 850k luôn nhé. Dài 5m4, nặng là 855 g. Ốc 11. Tiếp theo cây số 14, cây 14, cây 15 và cây 16. Cây 14 lên cho mọi người là một cây cần của một cây cán vợt của hai quay, một cây cán vợt của hàng Korea nè, Korea sản xuất. Thì cây này nó có chế độ zoom nha mọi người, 5m4 và 4m, 4m5 và 5m4, đó, 4m5 và 5m4. Phôi là phôi carbon, đó, rất là đẹp. Có dây đeo. Ốc này vẫn ốc 11 nha mọi người. Ốc này vẫn ốc 11. Đó. Trong thì rất là đẹp nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây, chế độ zoom của nó đây. Đó, anh em dặn ra. Đó. Các bạn sẵn nhé. Rất là đẹp luôn. Sẵn gần gút. Đây. Nếu không thích thì dặn qua. Rồi, hai chế độ nhé. Rồi, cứng nhắc. Thì cái này nặng là 585 g. 5m4, ốc 11. Giá cũng khai số 14, giá là 900k cộng ship cái số 14. Tiếp theo là một cây 6m3. Cây này Isotama 6m3. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Nó có thể mấy cái rằng rằng chỗ này nè. Đó, cho nên em cầm từ cái chân tay nè. Cái này có dây đeo nè. Ốc của nó là ốc 11 luôn, còn rất là mới nhé. Này rất là mới luôn. Phôi carbon nhé, sẵn đây. Đó.
rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp, lung linh, cực kỳ ok nhé. Rồi thì cái này 6m3, nặng là 688g, ốc 11, giá 2 cây số 15, giá 1 triệu, nhưng mà 1 triệu cây số 15. Tiếp theo cây cuối cùng, một cây hàng khá là hiếm, thì cái này một cây hàng của Suzumi sản xuất. Suzumi là một thương hiệu của Hàn Quốc nha mọi người. Phôi là phôi carbon 6x nha, phôi 2 da. Thì cái này dài 7m2 nha mọi người, dài 7m2 cho anh em nào câu dạng câu câu u binh, câu chằm chim gì đó, anh em móc lỗ xa xa thì anh em lấy cái này về móc lỗ. Ốc trên đây vẫn ốc 11 nha, ốc 11 nha mọi người. Thì cái này mới can xà beng luôn, dạng giống như là rất ít sử dụng. Đó, càng rất là mới. Đó. Đây, rất là đẹp và mới. Rất chi ok nhé. Đó, rất ok luôn. Đây, carbon sẵn nha mọi người. Rất là đẹp. Đó, chỉ có máy quét xước li ti chỗ này thôi, do dưỡng cát nó xuất sắc nè. Đó. Anh em câu kinh gần, hôm nay câu câu kinh gần, anh em có thể làm cán vật vật cá vật. 7m2. Đó. Câu u bên thì anh em có thể móc lỗ. Thì cái này nặng là 1,2 kg, ốc 11. Giá công khai cây số giá công khai cây số 16, giá là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cộng ship cây số 16. Rồi, cảm ơn anh em. Đó, tổng cộng 16 cây cần cho mọi người hôm nay. Rồi, mọi người chốt cái để số điện thoại sắp tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.